Đỉnh cao. Bộ dụng cụ hái rau, thu hoạch trái cây có đầu bấm chống bẩn, ngón cái bấm. Bộ dụng cụ hái rau, thu hoạch trái cây với đầu bấm chống bẩn tay và ngón cái bấm là công cụ không thể thiếu cho việc cắt rau củ một cách tiện lợi. Thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả, giúp người dùng dễ dàng thu hoạch và chăm sóc vườn tược. Với bộ này, bạn có thể nhanh chóng làm sạch và chuẩn bị nguyên liệu cho các món ăn hàng ngày một cách nhanh chóng và tiện lợi. Đỉnh chóp. Thùng đựng dụng cụ 3 tầng, năm ngăn bằng thép sơn tĩnh điện, được các anh xa mua. Thùng đựng dụng cụ 3 tầng, năm ngăn bằng thép sơn tĩnh điện là giải pháp lưu trữ hiệu quả cho các công cụ và phụ kiện. Thiết kế đơn giản, chắc chắn giúp tổ chức dụng cụ một cách gọn gàng và an toàn. Lý tưởng cho việc sửa chữa, DIY và các công việc nghề nghiệp khác.